nên ăn gì để đêm ngủ ngon giấc? Thực phẩm bạn ăn trong ngày, đặc biệt là bữa tối có ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ. Trong khi cà phê khiến bạn mất ngủ thì một cốc sữa ấm, chuối hay óc chó lại khiến bạn có một đêm sâu giấc. 1. Sữa. Không phải tự nhiên mà các bà mẹ thường cho con mình uống một cốc nhỏ sữa ấm vài giờ trước giấc ngủ. Hầu hết các sản phẩm sữa có chứa tryptophan, là một loại axit amin giúp tăng sản xuất melatonin, hormone điều chỉnh giấc ngủ canxi trong sữa cũng hỗ trợ não sử dụng chip to fan để sản xuất melatonin, giúp giấc ngủ sâu hơn. Sữa sẽ có tác dụng tốt với giấc ngủ hơn, với những người thường xuyên tập thể dục thể thao trong ngày. 2. Chuối Chuối là thực phẩm phổ biến, dễ kiếm và giàu dinh dưỡng, trong một quả chuối có tới 89% calo 75% nước, 22.8 gam carbon hydrate và nhiều đường, chất xơ, protein, chất béo. Ngoài ra, trong chuối chín chứa chip tofan, maze, giúp duy trì chất dẫn truyền thần kinh gaber thúc đẩy giấc ngủ. 3. Hạt óc chó và hạnh nhân Óc chó hay hạch đào, hồ đào chứa tới hơn 19 loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là maze, đồng, mangan, phốt pho là một trong những loại hạt ngũ cốc tốt nhất cho sức khỏe nói chung nhiều nghiên cứu dinh dưỡng khoa học cũng chỉ ra rằng ăn vài hạt óc chó mỗi ngày giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lượng axit linoleic ala axit béo omega 3 trong hạt óc chó sẽ được cơ thể chuyển đổi thành DHA, làm tăng sản xuất serotonin, một chất hóa học giúp não điều chỉnh giấc ngủ và tâm trạng. Tương tự, hạt hạnh nhân cũng được các chuyên gia y tế khuyến khích ăn, số lượng hạn chế để cải thiện giấc ngủ và thư giãn, làm giảm hormone cortisol gây căng thẳng. 4. Cơm từ gạo trắng, sự khác biệt chính giữa gạo trắng và gạo lức là gạo trắng có ít chất xơ, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa hơn vì nó đã bị loại bỏ mầm và cắm trong quá trình xay sát, vo gạo. Mặc dù không nhiều dinh dưỡng bằng gạo trắng, nhưng một số nghiên cứu khoa học cho thấy những người thường ăn cơm gạo trắng nhất có tốc độ di, glycemic index chuyển hóa thực phẩm thành đường trong máu, cao, giúp dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, vì có rất ít chất xơ và dinh dưỡng nhưng lại có quá nhiều cáp, thế nên cần hạn chế đưa vào cơ thể nhiều cơm gạo trắng, Thay vào đó, hãy bổ sung yến mạch cũng chứa nhiều cáp và melatonin. 5. Quả kiwi uy chứa một lượng đáng kể vitamin C, K, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa, giảm viêm. uy cũng chứa serotonin, giúp tăng chất lượng giấc ngủ. Thêm vào đó, các chất chống oxy hóa, vitamin C và carotin không chỉ giúp chống viêm, mà còn có thể giúp người hay mất ngủ trở nên dễ ngủ hơn. 6. Trà lạc tiên Lạc tiên từ lâu vốn được coi như thuốc ngủ từ thiên nhiên, thường được sử dụng trong các bài thuốc chữa chứng rối loạn ngủ, các bệnh về thần kinh, suy nhược cơ thể. Trà lạc tiên có nhiều chất chống oxy hóa flavonoid giúp giảm viêm, chất chống oxy hóa apigenin tăng sản xuất chất dẫn truyền thần kinh GABA, giảm căng thẳng và gây buồn ngủ. Vì thế, một tách trà lạc tiên buổi tối sẽ nhanh chóng đưa bạn chìm sâu vào giấc ngủ. 7. Trà hoa cúc Giống như trà lạc tiên, trà hoa cúc cũng được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe do có nhiều flavones, một loại chất chống oxy hóa làm giảm viêm, tăng khả năng miễn dịch, giảm lo lắng và trầm cảm. Đặc biệt là apigenin trong trà hoa cúc cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trên đây là những loại thực phẩm giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ, hẹn gặp lại ở các video sau, mến chào tạm biệt.